Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nào mọi người. Ngày hôm nay thì sau khi khởi đổi công đoàn được 3 hôm thì ngày hôm đầu thì tại test đam sức mạnh cũng như là sinh khí sao cho nó hợp lý thì đánh nó chưa ổn định. Ngày hôm nay là ngày thứ hai có thể nói là đánh tống kim trọn vẹn 60 phút thì chém được 72.357 điểm và được top 7 như nào. Và đánh cho mình được 257 mạng và giết được một sơ 23, tử vong 38 lần và liên chạm 25. Nói chung nhiều pha liên chạm đẹp lắm nè mọi người. Mà hôm nay không giữ liên chạm được, khá là tiếc. Rồi cùng cho anh em xem đồ nha. Đây được tay khả năng là 5.1 nè. Đó rồi anh em xem nè, đang sử dụng một cái đao tóc 30 39 86%. Đó đầu tiếng rồi nè. Rồi cái đao tiếng này khả ép hơn gần 25 kim thì đầu tiếng này khoảng gần 2 triệu nha. Rồi một đôi giày tím tóc 40 chấm 40 sinh lực thì đôi giày này thì chủ yếu lấy thời gian 40 với lại tóc dòng một tóc chón dòng một nè. Đó, dòng dưới không kết nên là khả không ép nữa. Rồi nón chó 40 sinh lực lực thì hiện tại khả năng có 80 chó. Rồi áo thổ được kích cái đao, dây chuyền kim nữa kích cái nón. Rồi bộ tay khăn lôi sinh lực lực dòng bòi khăn lôi nội lực 62, nhãn 540 sinh lực 138, đàn lưng 540 sinh lực nội lực, nhãn khăn lôi 29 sinh lực 77. Còn phi dân thì nói chung thì anh em nhìn sơ qua thì đồ cũng bình thường thôi. Tổng số đồ này trên dưới chắc khoảng tầm 5 triệu với đầu nữa mà cả ngựa nữa thì khoảng tầm 7 triệu thôi. Số đồ khoảng tầm đó là cũng nhiều, 2 triệu này cũng vài trăm nghìn, còn ở đây 2 triệu nữa. Nói chung là cả số đồ này cũng hơn 5 triệu cũng tới đó. Món đồ này thì mua vài trăm kim, vài trăm nghìn thôi. Món bóng xanh này mua vài trăm nghìn thôi nè. Đó mắc nhất là cái đao, cái đao gần 2 triệu. Rồi đôi giày này khoảng 10 kim là 700 nghìn, con người này 2 triệu. Đó còn là mấy món đồ này cứ 100 nghìn, 120 nghìn, rồi 300 nghìn này nọ nè, không có nhiều. Chứ còn cái đồ này trên dưới 5-6 triệu. Rồi đó, ok nha nè. Nó còn thêm mới hình tinh thông mái nè. Hình tinh 3 là có tiền nè, hình tinh 3 có 1 kim nha. Đó, 10 dạng hình tinh 3 này. Chô, hình tinh 2 nè mà. Rồi hình tinh 2 ok nè mà. Rồi kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi. Và sau những video đánh tống kim tiếp theo thì anh em đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 21 giờ hàng ngày. Khải đánh tống kim cùng đoàn anh em xem nha. Hôm nay thì cũng ok nha mọi, thiếu phi phong kỹ năng nha mọi. Thêm nếu có phi phong kỹ năng nữa đánh ngon lắm mọi người. Lực tay nó sẽ lên gần 6k thì đánh ok hơn nữa nè. Rồi, mới được ý hình tinh cấp 2 nè. Ok rồi. Xem đồ top 1 á. Hiện tại top 1 không ở trong này nữa mà. SG bản ngọc là con giỏ đan nè. Full vũ khí tím, áo tím và bao tay tím. Ít hôm Khải sẽ sao đồ bản ngọc cho anh em xem nha.